mình nè, gặp lại các bạn nha. Mình nấu cái món ăn hàng ngày của gia đình mình á, có hai chồng à, bữa nay ăn chay, thành ra nấu cái món dê của công ty làm sẵn nè. Cái này á dùng lẩu cũng được, làm gỏi cũng được. Bữa nay mình xào với cải chua, đơn giản dễ làm. Nghe các bạn nghe mình chia sẻ ha, có thiếu sót gì hay là nấu thiếu đủ gì đó thì các bạn sẽ đóng góp thêm ha, để cho tất cả mọi thành viên gia đình của mình, mọi người của mình đều có những cái món ngon mỗi ngày các bạn ha. Rồi các... này là thực phẩm chay nè, bây giờ mình lấy ra mình cũng phải rửa sơ một chút nha. Cải chua nè, mình cũng có chia sẻ rồi đó các bạn, Tết năm nào mình cũng chia sẻ đó. Rồi mình xào mình tùy thích đi, xào nhiều xào ít gì đó cũng do mình đi. Cái này chắc cũng độ khoảng 300 gram gì ạ. Cái này nè, mình chia sẻ với các bạn nha. Cái công ty á, thì người ta làm á, người ta đã ướp rồi, người ta đầy đủ trong đây hết rồi. Mình khi mình lấy ra đó, mình chỉ có rửa sơ cái bề ngoài thôi, rồi mình để vô cái dĩa nè, khỏi cần sắt đi chơi á. Mình nắm mình dễ dẻ gì nó cũng tróc ra nữa, tại vì nó có miếng sẵn hết trơn à. Này nó đông. Nè, đó. Thấy không? Rồi mình lấy đũa đi, nè, mình dễ dẻ vậy nè, nó tróc ra có miếng hết trơn nè, đó. Đó, nó miếng vậy nè, rồi mình xào. Nhà mình để vô xả vô xào cho nó hơi xíu đi. Mình sẽ để thịt dê vô cả, để một tí muối vô, một muỗng canh vô, đánh một chút xíu thì mình lại phải để cải chua vô nghe. Cái món chay cho nên bà Năm để là 2 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê muối và ngọt nha. Nửa muỗng cà phê mình có thể mình đưa mấy nhà cho nó vừa ăn tùy thích. Đây mình để vô cải vô nha. Thế bà Năm xào tầm 3 phút là bỏ vô cải vào xào lên. Này là món ăn mà mỗi ngày của gia đình mình ăn một đoạn. Này bữa mình ăn chay, có bữa mình ăn mặn. Cải này nè mình xào nó chín chín vậy thôi, ăn cho nó ngon, nó dễ nấu dễ làm. Còn bữa cơm mình dùng như thế này nè rất là ok không? Quá ngon. Thịt này là thịt dê. Mình sẽ xíu tiêu vô nha. Của mình á, mình chia sẻ vậy nha các bạn á. Và nếu có thêm bớt cái gì trong đây đó thì các bạn cũng chia sẻ lại cho gia đình mình cũng cảm ơn nhiều lắm. Có hai chồng làm dĩa thôi, một bịch vậy là 200 gram thịt dê. Đó là cải này mình cũng xào, mình xào vừa chín tới ăn cho nó ngon, cải nó giòn, cái thịt thì nó thơm. Công ty làm thì cũng giống thịt dê lắm, cũng ngon lắm. Rồi xin chào các bạn nha, mình đóng góp cùng với nhau ha, để xây dựng một món ăn mỗi ngày cho nó càng ngày càng ngon hơn. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Hiếu Huynh trong thời gian qua. Giờ đây các bạn có thể ủng hộ sản phẩm của ông bà Năm Châu Đốc qua các kênh Hiếu Huynh Shop trên Shopee hoặc Lazada, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0986 827 867, Zalo 0986 827 867. Tất cả sản phẩm trên Hiếu Huynh Shop là các món đặc sản của Châu Đốc mang đậm phong cách ẩm thực của người miền Tây. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.